Thưa quý vị và các bạn, theo các bạn, sau những giờ làm việc dài, căng thẳng và mệt mỏi, người lao động muốn làm gì? Chắc chắn câu trả lời không gì khác là muốn được nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí. Chỉ có giải trí, thư giãn mới giúp chúng ta giảm stress, đồng thời lấy lại nguồn sức lực đã mất và tái tạo nguồn lực mới cho chuỗi ngày lao động kế tiếp. Dù mới hơn một năm làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh, huyện An Lão, nhưng công nhân Nguyễn Thị Thảo thấy gắn bó từ lâu. Xuất thân từ vùng quê lúa Thái Bình, Thảo thấy mình khá may mắn khi tìm được công việc ổn định ở đây. Trong chuyển may sản xuất áo sơ mi và hàng thời trang này, công việc hàng ngày của Thảo là nẹp cúc, may nhãn và ghim ly thân sau, những khâu đòi hỏi rất tỉ mỉ và độ chính xác cao. Mỗi ngày Thảo phải đáp ứng yêu cầu sản lượng là 1.000 các chi tiết sản phẩm trên. Sau cả ngày dài làm việc luôn tay luôn mắt, Thảo trở về dãy nhà trọ của công ty để nghỉ ngơi sinh hoạt. Theo chân những công nhân như Nguyễn Thị Thảo sau giờ tan ca, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu về hoạt động giải trí của anh chị em công nhân ở đây. Dạ, em mời chị vào nhà. Chị ơi, đây là phòng em ở. Thảo ơi, sau cái giờ tan ca thì em có đi đâu hay là giải trí đâu không? Bọn em về muộn, không có thời gian đi đâu chơi, là bọn em chỉ ở nhà thôi. Nhà em cũng chẳng có cái phương tiện, không có TV, không có đài gì, thì bọn em thường giải trí bằng cách nào? Thường hay giải trí bằng điện thoại. Em thường hay nghe nhạc trên điện thoại. Nối lại tình xưa. Thảo ơi, thế cái điện thoại nhỏ như thế này thì liệu nó có làm cho em thỏa mãn về cái nhu cầu giải trí của mình hay không? Không đáp ứng được mấy ạ. Em mong muốn điều gì để mình được giải trí? Mong muốn là được đi nghe nhạc, đi đến rạp chiếu phim và đi chơi giải trí cùng với tất cả mọi người ở xóm trọ và một số công nhân ở công ty khác. Chỉ với chiếc điện thoại di động là người công nhân có thể lướt web, tìm kiếm thông tin, thư giãn, giải trí, thỏa mãn nhu cầu liên hệ với xã hội bên ngoài, một lựa chọn rất giản đơn. Không chỉ An Lão mà ở nhiều khu vực nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố hiện nay, anh chị em đều lựa chọn giải trí bằng cách thức này. Thực tế cho thấy điều kiện để giải trí thì đơn giản, nghèo nàn, trong khi nhu cầu giải trí của công nhân thì ngày càng cao. Thưa quý vị và các bạn, bằng cách này hay cách khác, người lao động đang tự tìm cho mình một hình thức, một cách thức giải trí cho phù hợp với hoàn cảnh. Tuy nhiên, làm thế nào để công nhân có điều kiện hơn tham gia các hoạt động giải trí nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần? Điều này không thể chỉ dựa vào sự tự thân của mỗi người công nhân lao động. Chúng tôi cũng đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố cần phải sớm có một cái kế hoạch việc triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp. Thì chúng tôi đang dự kiến là ở đây xây dựng các thiết chế văn hóa bao gồm các cái phòng họp, hội nghị để cho công nhân lao động có thể sinh hoạt. Thế rồi số cái khu vui chơi giải trí như sân bóng đá, rồi là sân cầu lông, rồi là một cái thư viện nhỏ. Thế thì mục tiêu chính là phục vụ cho công nhân lao động. Trước hết là chủ doanh nghiệp phải có quan điểm nhận thức đúng đắn về trách nhiệm đáp ứng nhu cầu giải trí của công nhân. Kinh nghiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Sister Việt Nam cho thấy là cần phải đa dạng hóa các hình thức vui chơi, hoạt động giải trí, tạo cơ hội nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với đại diện doanh nghiệp này sẽ chứng tỏ cụ thể hơn về điều này. Thưa bà, với doanh nghiệp của bà, nhu cầu giải trí của người công nhân thực sự ra sao và được coi trọng như thế nào ạ? Với mong muốn đưa các nhà máy của tập đoàn Crystal thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của người lao động, ban lãnh đạo công ty chúng tôi đã hết sức chú trọng chăm lo tới đời sống tinh thần của anh chị em công nhân. Ở công ty thường xuyên phối hợp với công đoàn để tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho các anh chị em. Gần như hiện nay thì tại khu công nghiệp chưa có chỗ nào cho công nhân vui chơi và giải trí.
Vậy doanh nghiệp của bà có cách nào để khắc phục được điều này và đáp ứng được nhu cầu cho công nhân hay không? Ban lãnh đạo công ty chúng tôi thì rất hiểu món ăn tinh thần là rất quan trọng đối với anh chị em công nhân sau những phút lao động vất vả. Để đáp ứng nhu cầu của anh chị em công nhân thì ban lãnh đạo công ty chúng tôi thường xuyên lắng nghe ý kiến của anh chị em công nhân qua các buổi họp công đoàn hàng tháng nhằm cải thiện môi trường làm việc cho nó ngày càng tốt hơn. Là hàng tháng chúng tôi tổ chức sinh nhật cho tất cả các anh chị em mà có sinh nhật trong tháng, với mong muốn là anh chị em có được một sinh nhật tại ngôi nhà thứ hai thật là ấm áp và ý nghĩa. Hàng ngày thì làm việc căng thẳng, chúng tôi sắp xếp các buổi tập thể dục giữa giờ cho anh chị em nhằm giúp cho anh chị em thoải mái và khỏe khoắn hơn. Ngoài ra thì ban biên tập đài phát thanh công ty luôn cập nhật các tin tức thời sự nóng nhất và lựa chọn âm nhạc để phát sóng hàng ngày, xây dựng các chương trình thông điệp yêu thương cùng quà tặng âm nhạc phát vào các thứ bảy hàng tuần. Và trong thời gian tới thì doanh nghiệp của bà có kế hoạch như thế nào để có thể đáp ứng cao hơn được nhu cầu vui chơi, nhu cầu giải trí cho công nhân lao động ạ? Tôi nghĩ rằng vẫn chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ cho nhu cầu vui chơi giải trí cho anh chị em công nhân. Công ty chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, tìm hiểu nhu cầu tinh thần của anh chị em để có thể cải thiện tốt hơn trong thời gian tới. Đầu năm 2017, chúng tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện chương trình gắn kết người lao động của tập đoàn. Chương trình này sẽ được thực hiện trong 5 năm tại công ty chúng tôi với nội dung chăm sóc người lao động tốt hơn nữa trong giai đoạn hiện nay, trang bị cho người lao động các kiến thức cơ bản về giao tiếp, kiểm soát áp lực trong công việc để người lao động yêu nghề hơn. Vâng, xin cảm ơn bà. Hạn hẹp về thời gian, tiết kiệm được chi phí mà vẫn phải bảo đảm về một hoạt động giải trí hấp dẫn, bổ ích vào ngày cuối tuần. Vậy thì Đồ Sơn chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn cho anh chị em công nhân trong dịp này. Các bạn cần chuẩn bị những gì nào? Rất đơn giản, một tấm vải nhựa, nước uống và một ít đồ ăn nhanh tùy theo sở thích. Các điểm anh chị em không nên bỏ qua như là biệt thự Bảo Đại, bến tàu không số và những bãi tắm. 18 giờ các bạn có thể trở về nhà dùng bữa tối và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một tuần mới đầy năng lượng và hiệu quả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi cũng chuẩn bị hoàn tất những khâu cuối cùng cho chương trình hôm nay. Giống như các bạn, tôi cũng mong muốn rằng có được những phút giây thư giãn để ngày mai làm việc, mà cụ thể là sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ các bạn. Gác lại công việc ngày hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn chút nhé. Đây cũng là lời kết của chương trình kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.